Dạ, sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui tiến hóa. Dạ, như kỳ rồi ngài nói thì ở kỳ này chúng con sẽ học học các mạng quyền. Dạ, nếu chúng con có sai thì xin ngài chỉ dạy để chúng con sửa. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. À, xin lỗi vì chúng tôi vào trễ. Thật ra thì chúng tôi có mặt ở trước máy trước 7 giờ, nhưng không hiểu lý do tại sao cái rung thấp của kinh đã biến được mất tiêu chúng tôi đi tìm. Cuối cùng chúng tôi phải làm thủ công thì mới tìm thấy được. Chúng tôi tưởng đâu là rừng pháp cú của nay hôm nay không có mở. Nam mô Phật thầy dạy, Nam mô Tham mà dạy, Nam mô Sang khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Khi chúng ta học thanh tịnh đạo qua cái phần tuệ, đặc biệt là ngài Bố Thí Vô Sáng dành ra một chương nói về mảnh đất cho tu tuệ gọi là Panya Bhumi, tức là những trình bày những cái pháp như là quẩn xứ giới quyền đế và y tương sinh. Những cái pháp đó thật sự cần thiết để cho một vị hành giả sanh khởi tuệ quán. Thấy được thực tướng vô thường của đau vô ngã, của danh sắc qua năm quẩn, danh sắc qua 12 xứ, danh sắc qua 18 giới, danh sắc qua 22 quyền. Còn về tứ đế, về y tương sinh thì ở đây chúng ta sẽ cũng phải học, nhưng mà cái tuệ quán đến cái giai đoạn này là nó qua đến hành lộ tri kiến tịnh, tức là gần sắp đắc đạo quả mới có thể quán chiếu được cái đó. Cho nên ở đây chúng ta bắt đầu kiên nhẫn học từ ngũ quẩn, cũng có cái lợi là ở trong rung pháp cú kinh đa phần là những Phật tử ở trong rung lớp Phật pháp của Gautama. Mà lớp Phật pháp của Gautama thì có cái bộ môn thắng pháp Abhidhamma. Cho nên khi mà quý vị nghe học ở trong lớp pháp cú kinh và những cái bài học như thế này, nó sẽ lợi lạc cho chúng ta khi chúng ta học cái môn thắng pháp Abhidhamma. Ở trong rung lớp Phật pháp thì chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ vì chúng ta đã học rồi, đã biết rồi.
Và cũng xin báo cho quý vị biết là ở đây trong cái phần tuệ thoạt đầu chúng ta học những mảnh đất từ nội tâm, thì chúng ta học về bốn xứ giới, quyền đế, y tự sinh đó, thì chúng ta phải khô khan một chút. Chúng ta học khô khan một chút, cho nên chúng ta phải kiên nhẫn. Tuần rồi thì chúng ta học sau khi học bốn sắc đại hiển, đất nước lửa gió là bốn nguyên tố căn bản của vật chất, tiếp đến là chúng ta học về 24 sắc y sinh. Trong 24 sắc y sinh đó chia ra thành 10 nhóm, thì chúng ta đã học xong 3 nhóm là nhóm sắc thần kinh Pasada Arupa, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cũng do tứ đại tạo thành. Rồi sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, cũng do tứ đại tạo thành. Rồi hai sắc giới tính, là sắc nữ quyền, sắc nam quyền, hay là sắc nữ tính, sắc nam tính. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái nhóm thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thực ra thì ở đây gọi là nhóm là bởi vì khi chúng ta phân ra là 10 thì nhóm sắc thần kinh, nhóm sắc cảnh giới, nhóm sắc tính, sắc giới tính có 2. Thành thử ra khi mà chúng ta học thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mặc dù mỗi một nhóm như thế này chỉ có mỗi một sắc thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải kể vì chúng ta không thể gom chung nó lại. Bốn cái sắc mạng quyền, sắc y vật, sắc vật thực và sắc giao giới, chúng ta không gom chung lại thành nhóm được, bởi vì nó có cái tướng khác nhau, tướng trạng khác nhau, có đặc tính khác nhau, từng thứ từng thứ. Khi mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự mà Ngài vẽ biểu đồ về bản Niêu Chi Pháp thì bốn sắc này Ngài để cách khoảng giữa sắc này giữa sắc kia, Ngài để cách khoảng để cho biết là nó riêng lẻ, nó đi riêng, nó độc lập, chứ không phải giống như tâm sắc thần kinh là khích sát với nhau thành nhóm. Năm bốn sắc cảnh giới sát với nhau thành nhóm. Và ở đây thưa quý vị, sắc mạng quyền chi vi tinh ri giác là một loại sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo. Sắc thì có nhiệm vụ là bảo trì các sắc nghiệp đồng sanh, và chính nó cũng do nghiệp tạo. Mạng sống này còn duy trì khi còn sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền rất là quan trọng.
Sắc này do cái nghiệp mà chúng sanh đã tạo trong quá khứ. Thí dụ như chúng ta tạo những thiện nghiệp, cái phước báo đó nó tạo ra thứ sắc mạng quyền, làm cho chúng sanh đó được cái thân tướng khỏe mạnh và tuổi thọ cao. Bây giờ cái tình trạng mà người ta bị lão hóa, tức là già trước tuổi đó, là thân xác của người đó cái sắc mạng quyền quá yếu. Lý do là trong đời quá khứ họ đã từng tạo cái nghiệp sát sanh và rồi đánh đập đả thương chúng sanh khác, cho nên bây giờ sanh trở lại ở người thì cái sắc mạng quyền yếu, cái sự chết nó xảy ra một cách đột ngột, cái sự bệnh tật dịch bệnh có thể xâm hại một cách dễ dàng. Còn đối với người mà trong quá khứ từng giữ giới, không có sát sanh, không đánh đập, không đả thương chúng sanh khác, sống với lòng từ, thì cái nghiệp thiện đó nó tạo ra cái sắc mạng quyền rất rất vững chắc, là người đó chỉ khi nào hết tuổi thọ mới chết. Chết đúng thời kỳ chứ không phải là chết bất đắc kỳ tử. Và cũng nói thêm rằng là khi chúng ta định nghĩa rằng Panatipata Viramani Sikha và Đăng Samadhiya mít con thọ trì điều học là tránh xa sự sắc sanh. Thế nào là sắc sanh? Sắc sanh tức là giết hại chúng sanh, mà gọi là chúng sanh tức là vật hữu mạng quyền hay là vật có thức tánh. Nói vật có thức tánh cũng được, mà chúng ta gọi là cái vật hữu mạng quyền cũng được. Đối với vị Phạm Thiên cõi vô tưởng, mặc dù không có tâm, không có thức tánh, nhưng mà thân tướng của Phạm Thiên cổ này cũng là do nghiệp ngũ thiền ở trong quá khứ đã tu tập, đã chứng đắc được ngũ thiền sắc giới. Vị đó nguyện đời sau không có tâm thức. Không có thức tánh, nên vị đó tục sinh không phải bằng cái tâm bất thiết sanh thiết, tâm tái tục, mà vị đó tái sanh bằng sắc mạng quyền, sắc nghiệp mạng quyền. Cái điều này rất là đặc biệt thưa quý vị. Và sắc mạng quyền của vị trời vô tưởng sẽ duy trì dài cho đến 500 kiếp trái đất, chứ không phải chuyện đơn giản. Vì vậy cho nên khi mà học A Tỳ Đàm, học Vi Diệu Pháp, là chúng ta cần phải hiểu rằng cái sắc mạng quyền đó là một thứ sắc nghiệp do nghiệp tạo. Nó có chức năng là để duy trì cái mạng sống này, và nó vẫn còn tùy thuộc vào cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, cho nên nó sẽ tạo ra cái tính sắc mạng quyền để duy trì cái đời sống của chúng sanh, cái mạng sống của chúng sanh. Ở trong
chính bọn sắc nghiệp mầm có dịp chúng ta sẽ học. À, có lẽ là khi mà chúng ta học thân tịnh đạo, chúng ta không có nhắc đến cái điểm này. Ở đây muốn nói với quý vị là trong chính bọn sắc nghiệp đó, bọn sắc nghiệp nào sinh ra cũng có mang quyền. Thí dụ như cái bọn thần kinh nhãn, tức là con mắt của chúng ta, nó cũng phải có cái sự sống. Cái sự sống được duy trì của mắt đó là do sắc mang quyền. Cái lỗ tai của chúng ta cũng vậy, mũi lưỡi toàn thân chúng ta đều phải có sắc bản quyền để duy trì. Đó là cái loại sắc thứ năm. Cái loại sắc y sinh thứ sáu gọi là sắc vật thực ahara. Sắc mạng quyền là loại sắc thứ tư. Còn sắc thứ năm là sắc y vật, hát là dấu thuốc. Đây cũng là một thứ sắc nghiệp. Cái sắc y vật á, nó là cái chỗ, là cái thứ sắc, là cái chỗ nương gán của tâm ý giới và ý thức giới. Đối với năm tâm giác quan như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nhãn thức nương nơi nhãn vật, tức là con mắt. Nhĩ thức nương nhĩ vật, tỷ thức nương tỷ vật, thiệt thức nương thiệt vật, thân thức nương thân vật. Như vậy giới, ý thức giới, tâm ý giới, tâm ý thức giới thì nó nương vào sắc ý vật. Sắc ý vật là sắc như thế nào? Ở đây thưa quý vị, ở trong thanh tịnh đạo có mô tả về cái sắc y vật, tức là ở trong cái trái tim, hay đại giá là trái tim. Cái trái tim thì có máu, máu tim, cái đó là cái sắc nghiệp y vật. Và ngày Bố Thí Cô Sáng này còn phân ra sắc màu hồng, máu, máu tim mà màu hồng là người có đặc tính trí tuệ khôn ngoan. Màu nhạt á, màu đỏ nhạt thì là tánh tham. Màu sậm đen là tánh sân, vân vân. Ở đây chúng tôi không có muốn trình bày nhiều vấn đề đó, bởi cái này nó không có chứng cứ, không có cơ sở để chúng ta nói một cách chắc thật. Cái đó chỉ theo ý kiến của Ngài Bố Thí Cô Sáng thôi. Thì ở đây theo Ngài Bố Thí Cô Sáng thì cái sắc y vật hay là do thuốc gọi là sắc trái tim. Vì cái chữ hát đá giá là trái tim. Nhưng mà ở đây đó, nếu hát đá giá là trái tim là thêm những quá thú để làm cái gì? Trong khi cái danh từ gọi nguyên là hát đá vô thú. Và càng không thể nói là bộ não, bộ óc của chúng ta. Vì có người, có vị học giả họ cho rằng
Cái bộ não là một nơi mà suy nghĩ, chúng ta tâm tư suy nghĩ là tập trung vào cái thần kinh não. Và vị học giả đó cho rằng là sắc hát đây vô thú là bộ não. Cái điều này nó càng khó hiểu hơn là bởi vì Mathalungam mới là bộ óc não, bộ óc bộ não. Còn ở đây xà chữ hát đa giá thì không thể là cái bộ não được. Với lại ở trong bộ Thamasangkini, cái bộ pháp tụ, bộ thứ nhất của tạng diệu pháp Abhidhamma, thì những cái danh từ mà gọi cho tâm đó, Bandaka, Bandawa hay là Banda, Vinyana, Hadaya, đều những cái danh từ bạch tạng, tâm tạng, thức tạng, cái đó đều gọi chỉ cho, để chỉ cho tâm hết. Cho nên cái chữ hát đa giá có một nghĩa nữa, tức là chỉ cho tâm thức. Cũng giống như chữ Hán ấy. Chữ Hán tâm cũng có nghĩa là tim, như tâm can tỳ phế thận. Tim, gan, bao tử, phổi và trái cật, thì chữ tâm đó là trái tim. Nhưng mà chữ tâm nó cũng có cái nghĩa là thức. Cho nên này, chữ Pali cũng vậy, chữ Hát Đa Giá nghĩa trắng á, là trái tim, nhưng mà nghĩa đen á, thì là tâm. Như vậy cái chữ Hát Đa Giá quá thú, chữ quá thú là cái vật, sắc vật. Ở trong bộ Bát Thanh Á, tức là bộ thứ bảy, bộ duyên hệ, bộ thứ bảy của tạng diệu pháp, là bộ duyên hệ đó, hay bộ đại sứ, bộ vị trí, Đức Phật ngài khi nói đến sắc y vật, ngài không có dùng chữ hát đa vô thú, mà ngài định nghĩa chữ sắc y vật hát đa vô thú. Ngài có dùng chữ hát đa vô thú, nhưng mà ngài định nghĩa khác, không có nói bộ não hay là trái tim gì cả, mà ngài chỉ nói rằng văn rupang nissaya citta cetasika dhamma upajjati hát đa giá quả thú. Các pháp tâm và tâm sở sanh khởi đường trú ở sắc nào thì sắc đó gọi là hát đa giá quả thú. Cho nên tất cả chúng sanh, không phải tất cả các loại chúng sanh đều có trái tim hết. Như chúng ta thấy là côn trùng nó đâu có trái tim. Trái tim là chỉ có ở trong cái loài thượng cầm hạ thú thì mới có trái tim. Tức là nói về chim muông, nói về chim, cầm tức là chim, quý vị, thượng là ở trên trời, thượng cầm là chim trên trời, hạ thú là con thú, như là con chó, con mèo, con trâu, con bò, con cọp, sư tử, vân vân, thì gọi là hạ thú. Hoặc là người ta xài chữ
muôn thú, chim muôn, thì chỉ có cái loài mà điểu thú, tức là loài chim và loài thú, với loài người của chúng ta thì mới có trái tim thôi. Còn cái loài côn trùng thì không có trái tim. Nhưng mà những cái loài côn trùng đó nó cũng vẫn có tâm thức. Vậy thì tâm thức nương vào đâu? Ý thức, ý giới và ý thức giới nương vào đâu? Thì ở đây quý vị, chính vì chỗ đó Đức Phật là mới nói rằng là văn rupang nissaya upacchati ti citta cetasika dhamma upacchanti ti hadayo thu. Tâm và tâm sở khi sinh khởi nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là hadayo thu. Chính vì điểm này chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta không có thể xác định hình dáng của hada vô thú được. Chỉ gọi là sắc y vật thì chúng ta phải hiểu đó là một thứ sắc nghiệp làm cái chỗ nương gá cho ý giới và ý thức giới sanh khởi. Ý giới ý thức giới sinh khởi vậy thôi. Và ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là các vị phạm thiên sắc giới hữu tưởng, vợ có dục giới của chúng ta thì mới có sắc y vật. Nhưng mà đối với các vị phạm thiên của trời vô tưởng không có hai đa vô thú, vì không có tâm sanh. Rồi khổ trời vô sắc cũng không có hai đa vô thú, không có sắc nhân vật, là bởi vì khổ đó không có sắc pháp. Cần phải ghi nhớ từ đó. Như vậy thì mặc dù trong thanh tịnh đạo nó sắc y vật là máu tim, nhưng mà ở trong bộ Bát Thanh Á thì chỉ nói là thứ sắc làm chỗ nương cho ý giới vị thức giới diễn tiến thôi. Thứ sáu, cái loại thứ sáu, sắc y sinh thứ sáu là loại thứ sáu, tức là sắc y sắc vật thực ha ahara. Cái sắc vật thực này nếu mà nằm ở trong sắc y sinh, nó thuộc về cái pháp paramattha chân đế, thì cái sắc vật thực ahara đó chúng ta phải hiểu là cái sắc dưỡng tố ô chát do đoàn thực cấp linh karahara. Ăn vào đoàn thực là gì? Ở đây thưa quý vị, đoàn thực ở đây tức là những cái thức ăn mà chúng sanh ăn vào miệng, đại khái là cơm, nước, bánh tráng, rau củ quả.
tất cả các loại mễ cốc hay là các loại cỏ thảo rồi lá rồi trái rồi củ rễ mà chúng sanh dùng làm vật thực đó, thì cái đó gọi là kapalin karahada. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng cái sắc vật thực ô chán đó là nó có ở trong sắc đoàn thực. Đoàn thực chúng ta ăn vào thì nó, cơ thể chúng ta nó sẽ chiết xuất ra cái dưỡng tố mà chúng ta gọi là vitamin. Vì khi mà chiết xuất ra cái chất dinh dưỡng đó mới nuôi cái cơ thể được. Chứ còn nói đoàn thực mà nuôi cơ thể thì chúng ta nói một cách tổng quát, nói theo cách chế định là tại sao khi mà chúng ta ăn cơm, ăn bánh, ăn rau vào trong cơ thể, uống nước vào trong cơ thể, không phải cơ thể chúng ta nó giữ lại hết ba chén cơm đó hay một ly nước đó đâu. Nó chỉ giữ lại cái phần, cái chất dinh dưỡng thôi. Còn cái cặn bã, cái bã của vật thực đó thì nó sẽ đi theo đại trường, tức là ruột già, và nó tống khứ ra bên ngoài mà tục gọi là đại tiện. Chúng ta phóng uế ra bên ngoài hết, hay là chúng ta đi tiểu ra bên ngoài hết. Do đó cái gọi là sắc y sinh ahara rupa, sắc y sinh vật thực và vật thực y sinh đó, là chúng ta phải hiểu sắc đó là sắc ô chát, chất dưỡng tố hay là cái chất dinh dưỡng để nuôi các cái tế bào thân. Còn nhưng mà cái đó nó, cái sắc dinh dưỡng đó, cái sắc dinh dưỡng này nó có thể là do nghiệp tạo, nó có thể là do tâm tạo, có thể là do quý tiết, tức là do âm dương tạo, mà nó cũng có thể là do sắc đoàn thực tạo ra ở loài người của chúng ta hay là các loài bàn xanh. Cái sắc vật thực nó ở cái chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta, nó có đủ bốn nhân sanh. Nhiều khi chúng ta đi làm thiện, cái tâm chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ, cả ngày chúng ta không ăn, chúng ta cũng cảm thấy khỏe. Một người ngồi thiền, họ ít ăn hoặc không ăn, từ sáng đến trưa họ cũng thấy khỏe, là do nơi tâm nó tạo ra cái sắc dinh dưỡng. Thời tiết nóng hay lạnh nó cũng tạo ra cái sắc, cái chất dinh dưỡng, cái sắc dinh dưỡng cho cơ thể. Rồi khi nào mà chúng ta thỉnh thoảng thì chúng ta mới đưa vào cái sắc đoàn thực kapalinkarahara, là ăn hoặc uống vật thực, thức ăn vật chất. Rồi chúng ta sau khi đã có được cái chất dinh dưỡng đó rồi thì người ta cũng có thể sống. Thí dụ như một vị nhập diệt thiền diệt, vị đó đi rô thát samapati nhập thiền diệt, trong suốt 7 ngày vị này không ăn không uống cả, tâm không sanh, nhưng mà ở trong cái cơ thể sắc diệt vẫn còn duy trì được cái sắc vật thực, cái sắc dinh dưỡng
Cho nên trong 7 ngày đó vị này không có bị đối lã, không có bị chết. Nhưng mà đến ngày thứ 8 thì vị đó phải đi khất thực, đi tìm cái vật thực đưa vào trong cơ thể. Cũng giống như chúng ta sạc pin rồi, thì pin đó chúng ta có thể xài thời gian 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Rồi khi mà đến ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 hoặc thứ 7 mà nó cạn pin rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải sạc tiếp. Chứ nếu không thì để pin nó cạn nó hết đi thì chúng ta không có sử dụng được. Cho nên cái sắc vật thực đó chúng ta phải lưu ý là ô chát. Nếu mà sắc vật thực mà chúng ta nói sắc vật thực y sinh đó, mà chúng ta nói đó là đoàn thực, thì như vậy chúng ta không thể giải lý được là sắc bốn nhân sinh, nghiệp tâm, quý tiết vật thực, trong đó có sắc vật thực, sắc ô chát. Bởi vì nếu mà chúng ta nói đoàn thực là cơm nước bánh trái, thì cơm nước bánh trái đâu phải là do, đâu phải là do nghiệp tâm quý tiết tạo ra đâu. Cho nên với hơn nữa vật thực ở bên ngoài đó, chúng ta khó xác định được. Bởi vì thí dụ như cái gì mà nó mọc ở dưới đất mà chúng ta ăn được thì chúng ta gọi là rau. Nhưng mà cái gì chúng ta không ăn được thì chúng ta gọi là cỏ, cỏ dại. Cho nên cái chuyện hồi xưa người ta không có ăn cái đó, ăn cỏ, cỏ dại đó, nhưng mà sau này người ta bắt đầu người ta đem vào người ta luộc, người ta nấu canh, người ta ăn thấy cũng được. Rồi người ta cho đó là vật thực, thức ăn, thì nó trở thành Kaparikarahara. Trước đó thì không thành. Cho nên cái chuyện đó cũng bất định lắm thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có định nghĩa Ahara Rupa, sắc vật thực, đây là ám chỉ cho ô chát, tức là chất dinh dưỡng trong, trong cơ thể, do những cái nguồn sanh là nghiệp sanh, tâm sanh, quý tiết sanh, hay do đoàn thực sanh. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái loại thứ 7 trong 10 loại. Cái loại sắc y sinh thứ 7 trong 10 loại đó là sắc giao giới, Parichchedā Rūpa. Cái sắc này cũng còn gọi, trong thanh tịnh đạo còn gọi là sắc hư không, hư không giới, Akāsattha-tu. Theo ở trong Vi Diệu Pháp Abhidhamma thì cái sắc giao giới này là sắc có nhiệm vụ phân ranh, phân ranh giới giữa các tế bào sắc với nhau, không cho sắc dập lại. Thí dụ như chúng ta đưa cái bàn tay lên, nếu như không có cái giao giới, tức là những kẻ tay đó không có giao giới này, thì bốn ngón, năm ngón của chúng ta nó dính chùm lại thành một cái mảng thịt, một cái mảng thịt. Đằng này nhờ có cái sắc giao giới, tức là có cái kẻ tay, có kẻ ngón tay đó, thì cái đó chúng ta gọi là giao giới. Nó làm cho các sắc không có nhập lại với nhau. Có những loại kẹo đó thưa quý vị, người ta phải lăn bột
sau khi người ta lăn bột xong, người ta bỏ chung trong một keo thì các cái vi kẹo nó không dính lại thành khói, nó rời rạc. Cho nên chúng ta gọi cái bột mà nó tách rời các cái viên kẹo đó, ví dụ giống như là cái xăng dầu giới vậy nè. Cho nên ở trong thân thể chúng ta, các cái tế bào sắt, thấy chúng ta thấy cái làn da của chúng ta nghĩ rằng nó là một cái tấm da liền lạc, nhưng mà chúng ta phóng đại bằng cái kính hiển vi đó, thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó, ở trên da nó có những cái lỗ chân lông đó, cái chỗ trống đó, chúng ta gọi đó là akasa hay là brichida rupa, là cái sắc giao giới. Và cái sắc giao giới này nó không phải là một cái thứ sắc riêng biệt. Chúng ta ví dụ như ngón tay, bàn tay chúng ta có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, áp út, ngón út. Tại sao chúng ta phân như vậy? Là hễ có ngón cái, ngón trỏ thì cái kẻ giữa đó thì chúng ta gọi là kẻ tay. Ngón trỏ, ngón giữa được gọi là như vậy vì ở giữa ngón trỏ và ngón giữa nó có cái kẻ, gọi là kẻ tay. Nếu như không có các ngón này thì không có kẻ tay. Cũng như thế nào thì ở đây cũng bị, nếu không có thứ sắc khác, không có tế bào sắc khác thì như vậy sẽ không có cái sắc vô giới. Và do đó cho nên sắc vô giới này nó thuộc về cái sắc avinipoga, anipana, nipana arupa gọi là sắc thành tựu, còn anipana tức là cái sắc phi thành tựu, vì nó chỉ là cái hiện tướng, cái hiện tượng của các sắc khác thì thôi. Cái phách nhà của chúng ta đó, nếu mà khi mà chúng ta chưa có lợp, chưa có đóng, chưa có dừng cái ép những cái tấm ván thì nó còn là khoảng trống, thì chúng ta không nói là cái kẻ hở. Nhưng mà khi chúng ta đóng 2 miếng ván, 3 miếng ván, 4 miếng ván cặp dách thì như vậy ở giữa khoảng cách và ranh giới giữa tấm ván này cái tấm gỗ kia đó thì chúng ta gọi đó là kẻ ván, kẻ vách, vân vân. Bằng nhiều cái thí dụ như vậy để cho chúng ta hiểu rằng là cái sắc giao giới, cái sắc đó chỉ tùy thuộc vào cái sắc niết phân mát rupa, tức là sắc thành tựu thôi. Và chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong 28 thứ sắc pháp, sắc quẩn thì trong đó chỉ có 18 sắc thuộc về sắc rõ hay sắc nghiệp, còn 10 sắc còn lại thì 10 sắc đó là sắc không rõ. Chỉ vậy thôi. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có 4 thứ sắc như vậy. Sắc mạng quyền, sắc dinh dưỡng, rồi sắc ý vật, rồi sắc giao giới. Chúng ta học 4 thứ sắc. Như vậy chúng ta còn lại 3 nhóm, tức là
giới sắc biểu tri. Giới sắc biến hóa hay là sắc kỳ dị, sắc đặc biệt đó. Tuần sau chúng ta sẽ giải thích tại sao sắc này được gọi là sắc kỳ dị hay sắc đặc biệt. Rồi cuối cùng là cái bộ thứ 10 là bộ sắc tướng là Lạc Thánh Á. Đến đây thì buổi học của chúng ta kết thúc. Chúng ta nghỉ một lát 5-7 phút thì chúng ta đi vào rừng lớp Phật Pháp của Gautama. Chúng tôi xin dứt lời ở đây và kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Rồi chúng ta đóng rừng nghỉ. Nam Mô Bụt Thầy. Tu sắp bấm băng lăng ra khăn tu sắp bề đề ngô ta sắp bà bù đà nơ phá vệ nơ sá đà sá thị phá quân chú tê. Và tu sắp bấm băng lăng ra khăn tu sắp bề đề ngô ta sắp bàn hâm ma nơ phá vệ nơ sá đà sá thị phá quân chú tê. Và tu sắp bấm băng lăng ra khăn tu sắp bề đề ngô ta sắp bà sông khá nơ phá vệ nơ sá đà sá thị phá quân chú tê. Tất cả pháp báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.